tên là Trung, 44 tuổi. Mình bắt đầu dùng sản phẩm đặc trị của Quyên. Theo mình tìm hiểu thì cái thuốc đặc trị này là nó làm cho da mình nó là bong tróc nhẹ nhẹ. Vì lúc cô, trước từ 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 à, cô nói lại là đừng có bừng bong tróc, dùng chỉ bong bong thôi đừng dạ nó lại lại cơ nó lại từ đầu dạ dạ hay là nó lại từ đầu thôi. Cô có nhìn đây nè, ở đây nè. Dạ rồi rồi cô, ok. À, mình tên là Trung, 44 tuổi. Lúc trước đó, da mình nó rất là dày, mà nám hai bên gò má rất là nhiều, lỗ chân lông to. Sau khi biết được cái thuốc đặc trị của bé Quyên thì mình có dùng cái sản phẩm này. 1-2 tháng đầu á là thuốc nó làm cho da mình bong ra nhẹ nhẹ từ từ, và đến tháng thứ tư á, thì da nó đẹp hoàn hảo, mềm mịn và trắng sáng lên. Mình cũng không bất ngờ là da mình nó thay đổi như vậy. Đến khi dùng xong cái sản phẩm này á thì mình mới dùng qua cái loại dưỡng của cái bộ sản phẩm này và cái chống nắng của ban ngày để làm cho da nó sáng và đi ra ngoài nắng là không có phải là sợ ánh sáng nắng gì hết. Và khi ban đêm thì mình dùng cái serum giữ ẩm và cái đặc trị ban đêm để cho da nó có sự đàn hồi và nó giữ mãi là cái da nó mềm, nó mịn và nó không có bị sạm da đồ lại nữa. Và có khi mà sáng ngủ dậy hoặc tối trước khi đi ngủ là mình có rửa bằng cái bột trà xanh của cái sản phẩm. Không, bột trà xanh cô, cái đó là bột bột thuốc bắc á. Không sao cô. Dạ. Và cái bột đắp mặt của thảo dược của thuốc bắc và mình có dùng và thấy nó rất là hiệu quả. Nếu mà mình có sợ thâm nám lại thì dùng cái cây lâm trị nám của một bộ sản phẩm mà mình lăn khi buổi tối trước khi đi ngủ để cho giữ cho da nó sáng trắng. Dạ. Thôi để có gì cái giờ cái đó là con tặng cô đó, cái đó để cho con mới làm serum cho cái nó căng da mắt. À, nhưng mà bây giờ cái này khỏi không con? Dạ dạ. Cái này từ từ đi hả? Dạ. Cái con ví dụ là khi mà cô xài cái loại mà đặc trị nè, khi mà nó đang bong ra thì cô dùng cái loại nào để nó dừng lại cô, nó dừng lại cái loại mà bong da ra? Cô dùng cái này. Dạ. Cái này nó khóa cái da lại. Dạ. Để cho nó mềm, da nó có sự đàn hồi lại. Dạ. Và cái đó là cái dưỡng á cô. Cái dưỡng. Dạ. Cái dưỡng của ban đêm á. Dạ. Là cô đánh cái serum dưỡng ban đêm này trước, rồi xong rồi cô đánh cái nước dưỡng táo này lên lần thứ hai và thoa nhẹ đều, xong rồi đi ngủ. Nếu mà có thể ai có sợ thâm nám lại thì lăn thêm cái này một lớp. Dạ. Để giữ cho da trắng sáng lại. Nói chung là cái da của mình là nó rất là hiệu quả khi mà xài cái bộ sản phẩm của bé Quyên này. Đây là da thật sự chứ còn hồi trước là rất là xấu.